Nhà quá đẹp luôn à. Đây là mình review á anh. Quay lại để cho khách hàng xem anh. Đó, xô cá cho khách nha các bạn. Xô cá đó. Mua online vẫn được. Tiệm vẫn xô cá cho shop cho khách rồi các kiểu luôn, các bạn có thể là xem kỹ mà chọn nha. Dưới này nữa nè, đó là gì? Size to. Đó là to. Ủa, quá nhiều luôn nè các bạn. À, rất là nhiều, rất nhiều luôn. Mà nói thật. Đây là xịn sò. Pha hồng cho các bạn rồi. Đó, đóng gói cá cho khách nè. Vậy là mình xô rồi, trước khi gửi rồi là xong rồi là mình đóng cho bên mình gửi ha anh. Thích quá rồi. Quá hàng lại càng dài cũng khiếp luôn hả bạn ơi. Con hồng cát nó mỗi lần mà tuổi hồ qua hồ khác đó là đúng nó vào cái cúc tím giữa con hồng cát cái bắt của là con hồ khác lại lên cũng quay không. Đó, đã luôn, rất là đã. Hôm nay đi để đợi kiểm dịch. Dạ. Cái bài sao này con nào càng cũng dài đã ghê luôn hả anh? Đây là cái bài của Minh Quang. Minh Quang thế. Gửi về cái này mình để dưới này khoảng bao nhiêu ngày anh? Để khoảng 5 ngày nó kiểm dịch xong rồi mình bán được. Cái bài này nó mới kiểm dịch xong. Thế là mình cũng phải có người tới kiểm dịch hả? Ừ. Cái này là hàng mình nhập chính ngay. Yeah. Mình nhập được có chi tách rồi có về sân bay người ta có kiểm dịch. Quay rồi đuôi rồi đó là đẹp luôn. Rất là đẹp, cao quá đẹp luôn. Cái này là chuẩn bị mình đóng mình gửi cho khách nè anh. Đó, hàng này là đang chuẩn bị đóng gửi cho khách nè các bạn. Cái này mình ship được sao không anh? Người ra Bắc đi đâu cũng đi. Là trên toàn bộ Việt Nam đi đâu cũng được hết. Campuchia. Ồ, Campuchia luôn nha các bạn. Thành ra nếu mà ở xa không có tiện lại tiệm lựa, cứ việc là nhờ nhân viên lựa giùm, xong rồi nhân viên sẽ show cho các bạn xem. YouTube em, nó có quay từng con. Dạ. Em đang quay đó. Dạ. Quay từng con có mã số, có tên cá, có giá tiền trên đó. Đó. Rồi ai lựa con nào thì cứ gọi cho anh, nhắn cái mã số ra. Còn giá tiền nó có ghi sẵn như đó rồi, không cần gửi. Rất là đã luôn. Lòng. Wow.
quê quá. Bữa nay là vô tới là cơ sở của anh Long rất là, phải nói là nhân viên cũng rất là đông luôn, rất là nhiệt tình nha. Cá thì rất là nhiều, lúc nào tiệm trại cũng có cá đẹp hết. Cá thì ở đây lúc nào cũng có chừng 500 con. Tại cơ sở mình là lúc nào cũng có tầm khoảng 500-600 con hết. Wow. Siêu to khổng lồ. Này hàng trưng bày á. Con này nhìn chơi nó bị gãy đuôi nó mọc lại. Nứt râu rồi, nứt cái râu rồi. À. Bên kia em thấy có hai cái con song long mà nó ấy cái lưng á. Nhìn đã ghê luôn á chứ. Đây nè. Hồi nãy em có xuống em view sơ cái này. Rất là đẹp. Nếu mà như cặp này như vậy, vậy là nếu mà mình buông ra là giá trị chắc cũng không, cái con này nó không có bao nhiêu hết á. Mấy con này nó bị tập để nuôi chơi thôi. Đẹp quá. Nó bị tập từ nhỏ để nuôi chơi thôi. Con này là con đinh long, nó không có giá trị. Dạ. Nhưng mà cái thế nó giống rồng thiệt. Ừ, nó giống rồng. Thế nó là giống rồng. Anh Long đạt rất là nhiều cúp luôn này các bạn. Rất là nhiều cúp. Này nước ngoài của Việt Nam nhiều luôn. Thì đây là cái bản cam của Việt Nam. Rồi mình xin được phép kết thúc video ở đây nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Nếu mà bạn có nhu cầu về cá rồng thì mình có để điện số điện thoại với lại đường link YouTube của anh Long ở dưới phần nội dung đó các bạn. Các bạn có thể vào trang xem và chọn cá và đặt online, đặt cọc rồi tiệm sẽ, shop sẽ giao hàng tận nơi cho các bạn luôn nha. Rồi, bye bye các bạn nhé. Đúng là nhiều cá quá, giới thiệu cho các bạn là cũng nói mà khô miệng luôn á. Thành ra mình có quay giá, nếu mà có giá thì mình sẽ có quay kèm theo giá với con cái cho các bạn xem luôn. Nếu mà thích thì quý vị còn hỏi cho anh Long, rồi đọc mã số, đặt cọc nha. Đặt cọc mới giữ cá nha các bạn, nếu không thì không được đâu. Đây, 7.8 triệu. Con này là 18 triệu. Lô bát, lô bát 5 sim. Một giá nữa thôi, bỏ hết lưu luôn nè. Đó, đẹp luôn. Đó, huyết lông nè, giá 9 triệu rưỡi.
cái giá này cái giá ước mơ của rất là nhiều người chơi quýt luôn nè, 9,5 triệu, rất là mềm. Càng rất là dài luôn. Nhiều cá đến nỗi mà đếm không xuể luôn. Đó là đã luôn. Nhiều cá đến không xuể luôn á. Đó là nhiều luôn. Này mình đa số là mình nhập không á. Dạ. Dạ hết. Dạ. Là tại mình tự làm ra luôn á. Để mình hàng này Việt Nam làm, Việt Nam hàng Việt Nam chất lượng cao nha các bạn, hàng Việt Nam chất lượng cao nha, cá rất là đẹp, size nào cũng có hết. Thích thì có việc liên hệ hoặc là lại ngay chỗ cái cơ sở cá rồng của anh Long nè, ngay chỗ đường Đào Duy Anh, Phú Nhuận nha, được tha hồ mà được. Đó. Anh Long rất là nhiệt tình luôn, thành ra các bạn khỏi phải lo gì hết, rất là niềm nở luôn, mua ít mua nhiều gì anh Long cũng rất là niềm nở, rất là dễ nói chuyện, các bạn cũng có thể là học hỏi từ anh Long rất là nhiều luôn, mình nói thật, rất là dễ chịu. Đây nữa nè các bạn, mà này rất là đẹp luôn á anh. 2,5 triệu con đầu tư bạc. Đúng rồi. Đây, bản giá và bản mã luôn. Ai thích thì cứ việc IP nha.